Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Quý Hợi đều là những người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, cho nên họ có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao mọi người thấy tuổi Quý Hợi luôn luôn vui vẻ, thân thiện. Họ giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, mỗi khi đảm nhiệm một công việc, trọng trách nào đó, tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Có một số tuổi Quý Hợi tuy về bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, nhưng họ lại có một trái tim giàu tình cảm. Khi yêu, người tuổi Hợi mệnh thủy sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, cung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn về tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Những người tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến. Đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những gia chủ tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những người nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng và dần mất đi niềm tin và tình cảm. Mọi người không phải là người lãng mạn, sống với những chuyện ngôn tình, nên cần tìm một người có trách nhiệm để yêu thương. Quý âm thủy gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Hợi nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Đặc biệt, năm 2021 thái tuế là Sửu để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên mọi người hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, gia chủ tuổi Quý Hợi nằm trong tam hợp với Mùi, mà tháng 6 là tháng Ất Mùi, nên bản mệnh sinh năm 1983 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người tuổi Quý Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Quý Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của gia chủ. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Trong tháng 6 âm lịch, tử vi nhắc nhở gia chủ tuổi Quý Hợi cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của gia chủ đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ có những bước tiến rõ rệt trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, mọi người sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Hợi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Quý Hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, những người giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có vẻ không kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho gia chủ thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi gia chủ có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các hoạt động, các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay, và bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó gia chủ sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ cho gia chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của những người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình của gia chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với người kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người tuổi Quý Hợi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1983 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 6. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của gia chủ. Nhưng mọi người phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao tiếp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bản mệnh uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của gia chủ có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết, gia chủ nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Bản mệnh cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Quý Hợi. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Quý Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa trùng kim, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, Hợi thành mộc cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 6 tức ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Tỵ. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 6 từ ngày mùng 1 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Tân Tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá trán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Quý Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 6 tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hoa. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 6 tức ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày giờ tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.